Đặt xong cái nền tảng cơ bản cho cái tu tập Bồ Tát hạnh. Cái đây là cái cơ sở này, không những cho hàng tại gia mà xuất gia cũng phải đặt trên cái cơ sở này. Thì có một vài điểm cần phải giải thích trước khi mình giảng đề tài mới. Tức là hôm qua, thứ nhất đó, là khi thầy nói là tu tịnh độ, không có đề cập không tu tịnh độ, tu thiền, thì có nói là tu pháp môn đó là tu ngọn, còn cái mình giảng là gốc, thì tự nhiên có một cái sự hiểu lầm. Cái này là không phải là coi thường tịnh độ pháp môn, hay là coi thường thiền, hay là có sự chống bán gì hết, mà cái mục đích đó của thầy giảng pháp đây đó là mở một cái chân trời mới cho những người mà mới vào đạo Phật, phải không? Để lôi cuốn, để thu hút, để hấp dẫn, để dẫn dụ những cái thanh niên, những người có nhiệt huyết, tạo một cái cơ sở cho họ để họ bắt đầu tu tập tín ngưỡng đại thừa. Mà hề cái cơ sở này không có hề đặt trên một cơ sở tông phái nào hết, tức là cũng không phải là thiền, cũng không phải là tịnh, mà đây là cái cơ bản chung. Rồi giả sử khi họ đã vào rồi đó, bắt đầu thấm nhuần rồi, họ hiểu đại thừa là gì, họ phát khởi tinh tâm, thì lúc đó nó bắt đầu chỉ dẫn họ thích họ căn cơ nào thì tu pháp môn đó. Và ví dụ họ thích tu thiền thì hướng dẫn họ tu thiền, họ thích tu tịnh thì hướng dẫn họ tu tịnh. Bây giờ thì họ có duyên với Đức A Di Đà, nó bắt đầu giới thiệu Đức A Di Đà cho họ, gây cái niềm tín tâm của họ đối với Đức A Di Đà, thì tự nhiên họ sẽ tin Đức A Di Đà. Thí dụ như một người mà thí dụ một mình chưa hề biết mặt, không, từ từ họ tới trước mặt mình nói tôi là ông A ông B đây, tin tôi 100% đi, mình có tin không? Dĩ nhiên không. Thì Đức A Di Đà đối với một người mà mới vào đạo Phật thì dĩ nhiên là cũng xa như vậy, nhưng mà họ vào đạo Phật nhiều năm như quý vị rồi đó, căn cơ đã thấm nhuần rồi, cơ sở đã đầy đủ rồi, thì lúc đó Đức A Di Đà thì dễ dàng chấp nhận. Thì lúc đó thì tha lực tuyệt đối hay là cái gì đó thì nó bắt mình đầu tư, thấy không? Chứ còn thầy không có nói là tu tịnh độ là thấp kém hơn cái này không, mình không có nói, không có so sánh là cao hay thấp. Đây là chỉ đặt cơ sở nền tảng, thấy không, là ở trên cái gì, cái tín, cái lòng tin, cái gì là trí tuệ, tức là cái hậu hiểu các pháp là duyên khởi là bổn lai không tịch, thí dụ như vậy nói cho nó nghe ấy không, thì cái đó mình phải đặt cơ sở trước. Và thứ ba là cái gì, lòng từ bi để mà phát nguyện cứu độ chúng sinh. Có ba cái đó rồi đó thì mình sẽ làm tu tập sau này. Thì tu tập tịnh độ, tu tập thiền tông làm cho những hạng căn cơ đó thành thục rồi, hiểu rõ Phật pháp rồi, thấy không? Chứ không có phải là ở đây có cái sự mâu thuẫn gì với những cái lô tu của mấy thầy ở đây hay là các thầy khác. Thì bây giờ đó, hôm nay đó là đề tài khác mà rất là mật thiết cái đề tài hôm qua. Tức là bây giờ thầy chỉ giới thiệu một bộ kinh lớn. Giảng kinh đó là thường thường pháp sư giảng kinh là phải rất đọc rộng, hiểu nhiều. Thầy mấy năm nay không có cái cơ hội đọc nhiều sách. Đọc dịch mấy quyển kinh đó, ví dụ như Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh, cái gì đó, Bổn
tuyển trạch bổn nguyện niệm Phật tập cũng do thầy Pháp Quang yêu cầu. Thì thầy Pháp Quang là nói là đường hướng của thầy là theo Pháp Viên Thượng Nhơn, nên là ta tha lực tuyệt đối. Thì nếu mà quý vị mà khi gây được cái lòng tin tuyệt đối Đức A Di Đà thì đó là một điều rất là hy hữu. Thầy cũng nguyện như vậy. Nhưng mà ở đây tại vì cho những người chưa có căn cơ tịnh độ hoặc là mới bước vào Đại Thừa, hiểu rõ Đại Thừa là cái gì, rồi muốn tu, cho một người mà muốn đặt cơ sở Đại Thừa phải tu như thế nào, thì đặt ở trên ba cái nền tảng cơ sở là tính, tuệ và bi. Đó, phải nhớ rõ như vậy. Nếu mà không có ba cái viên gạch đó thì tòa nhà Đại Thừa của mình nó sẽ không vững. Bởi vì quý vị niệm một thời gian Phật mà thấy không thấy Phật đó thì bắt đầu lung lay. Hay quý vị ngồi thiền thời gian mà không thấy thiền đó, quý vị bắt đầu dao động. Hiểu không? Thì đó mình phải có tính tâm trước rồi mình làm những đó sau. Hôm nay là giới thiệu một cái đề tài mới mà thầy đặt là, không phải thầy đặt nhưng mà thầy lấy tên dựa trên cái đề kinh là Thắng Mang Phu Nhơn, một nhân cách Đại Thừa lý tưởng. Cái quyển kinh này đó, nó không có lớn, nó không bự bằng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa về vậy ha, đến số vạn, hơn số vạn ngôn, tức là số vạn chữ, chữ tàu đó, số vạn chữ mà dịch ra tiếng Việt thì là nhiều lắm. Bởi vì tiếng tàu hồi xưa đó nó là cô động lắm. Một cái câu tiếng tàu 4 chữ hay 5 chữ mình có thể dịch ra hai mấy chữ tiếng Việt mà vẫn chưa hết nghĩa của nó. Thì cái kinh này đó, nó có mấy tờ à? Trong mà Đại Tạng tiếng tàu á, in ra nó tất nhiên có 4 tờ. Nhưng mà đối với thầy đó, đây là bản tuyên ngôn nam nữ bình quyền của Đức Phật. Thông tin Thắng Mang Phu Nhơn là một người đàn bà trong thời đại phong kiến Ấn Độ mà có thể đứng trước Đức Như Lai, một mình đứng trước Đức Phật mà nói một bộ kinh như vậy, một tư tưởng uyên bác của Đại Thừa là Triết Thuyết Như Lai Tạng và Nhất Thừa Phật Giáo. Thì cái tư tưởng cái người đàn bà này không phải đồng thừa. Điều này đó là để khuyến tấn quý vị phụ nữ bỏ cái tự ti mặc cảm của mình. Người thường thường nghe nói đàn bà tội lỗi hay đàn bà nghiệp trọng, nghiệp nặng không bằng đàn ông nữa. Thì cái đó là bị cái ảnh hưởng của Nho Giáo. Nhưng mà không ngờ Đức Phật mình đã là một cuộc cách mạng hơn, tuyên bố rằng nam nữ bình đẳng 2500 năm về trước, mà chỉ có Đại Thừa Phật Giáo mới là bình đẳng. Hồi cái quyển kinh này đó dịch hồi đời Lục Triều, tức là khoảng 4-500 năm sau Tây Lịch đó, thì nó đã phong thành một thời. Đến đời Đường á, có nhiều người làm chú giải cái kinh này. Bây giờ đời Đường tại sao vậy? Nhà Đường đó, Đường Thái Tông đó, nghe không? Lý Thế Dân, nghe có nghe chuyện đó không? Ai có đọc Thuyết Đường Diễn Nghĩa không? Hồi đó thầy mê. Hồi xưa là ai đọc Tuyển Tàu, Chinh Đông Chinh Tây rồi Tiết Nhân Quý gì đó, có nghe không? Nếu mà cái thế hệ mà lớn lớn tuổi, 4-60 tuổi thì biết. Thì nhà Đường á, là một cái thời đại mà thành nhất ở trong lịch sử nước Tàu. Sau nhà Hán, thì có hai thời đại đó là Hán và Đường là thịnh nhất. Còn sau này thì không còn nữa. Là nhà Đường á, họ không phải là người Tàu. Họ lai Tàu, nhưng mà họ là người Hồ. Thành ra cái tư tưởng họ phóng khoáng, họ không phải câu nệ như người Tàu. Người Tàu rất là bảo thủ.
Thành ra cái đời đường đó là bộ kinh này được diễn thuyết rất là nhiều, là bởi vì người nhập đời đường đó, người ta không có quan niệm nam nữ mà khủng khiếp giống như sau này đến đời, từ đời Tống bắt đầu với nhóm Lý Học đó, cho đến đời Minh, đời Thanh là phong kiến khủng khiếp. Lúc đó người nữ bị đè bẹp là không còn chỗ thở, thì lúc đó không ai giảng, dám giảng bộ kinh này nữa, bởi vì theo thời đại mà không? Một người nữ mà dám đứng trước Đức Phật mà nói, thì đối với mấy ông nhon mà nghe có giảng loạn quá đi, không? Nhưng mà đến thời đến dân quốc bắt đầu có người bắt đầu mới xem, bắt đầu giảng lại, thấy không? Thì đây là một cái bộ kinh rất là quan trọng. Cái đầu tiên đó, chủ đề của nó, chủ đích của nó là nói đến sự bình đẳng. Mà trên cái sự hiểu biết đó, thì trong tất cả những tôn giáo, kể cả Phật giáo tiểu thừa, quan điểm bình đẳng chưa có tuyệt đối, chưa có cố cấm. Chỉ khi nào bước vào trong chân trời của Đại Thừa đó, mới thấy rằng cái sự bình đẳng này, cái chữ bình đẳng này mới đến cái nghĩa rốt ráo của nó. Thành ra ở đây, kinh này mình không có giảng hết vì mình không có thời giờ, mà đến chừng cái phần sau về Nhất Thừa, về Như Lai Tạng thì nó quá thâm sâu, mà thầy cũng chưa có chuẩn bị để giảng được như vậy. Thành ra mình sẽ chú trọng đến cái nhân cách, mình tìm hiểu cái nhân cách một cái người nữ mà có thể hoằng dương Phật Pháp. Đây để mà khuyến khích cho hàng phụ nữ, cũng dĩ nhiên là người nam, tất cả là nam nữ đều có trách nhiệm đối với Phật Pháp. Quý vị thấy giai trò của vị trở nên quan trọng, mình có trách nhiệm để củng cố cái tòa nhà Phật Pháp, nhất là Phật Pháp Đại Thừa. Thật sự đó, cái sự mà thể ngộ Đại Thừa đó, nó phải là nhân duyên, và nó phải có cái chủng tử, cái chủng tử Đại Thừa. Giả sử mà mình mà thể ngộ được, mình cảm nhận được nó, giống như là kêu là, nếu mà nói theo cái ngôn ngữ thế gian, nó là một cái tiếng sét ái tình, nó mạnh mẽ, nó rung động kinh khủng vậy. Đó, tiếng rung động đầu đời trong cuộc đời của mình, nếu mình bước vào Đại Thừa mình thấy một sự chấn động tâm linh. Không, thật sự là vậy, phải không? Mình phải dùng những ngôn ngữ thế gian để mình đem nó ra khỏi thế gian. Bởi vì Phật Pháp, Phật Pháp không có rời khỏi thế gian Pháp. Bởi vì Đại Thừa khác Tiểu Thừa là Tiểu Thừa coi trọng lý trí, mà Đại Thừa coi trọng tình yêu. Mình nhớ chữ tình yêu nó tội lỗi quá trời mà ngon một phần. Thì là tội lỗi ông thầy bữa nay mình nói sắp sửa nói cái gì đấy, ngon một phần. Không có phải như vậy, hiểu dùm. Không, thật sự là bi, tức là biểu hiện của tình yêu, của cái lòng thương. Không? Thành ra cái người mà ngay cả cái vấn đề mà Đại Thừa là xuất phát từ tâm bi, mà bi tức là gì? Là thương nữa. Bởi vì mình thương chúng sinh mà mới học Đại Thừa. Cái thương của chúng sinh đó, thương của người phạm phu là ích kỷ, là chỉ thương những cái gì mà họ muốn thương, và họ thương những gì họ không muốn thương. Còn bây giờ có tình thương mình mở rộng ra, thấy không? Thành ra ví dụ như cái chữ mà chữ ái đó, thấy không? Thật sự là thương. Ái là yêu, nên như mình nói mà thương, mình ái Đại Thừa, mình yêu Đại Thừa, nó sự thật, không có gì tội lỗi. Yêu Đại Thừa có tội lỗi, yêu chúng sinh nó có gì tội lỗi, không? Cho nên mình thấy mình từ từ gột rửa những cái quan niệm Tiểu Thừa, mình bước về Đại Thừa, mình bị cái gò bó trong cái khuôn khổ thanh văn quá lâu rồi,
mình quen với hình ảnh khổ, hoặc mình quen với là ông thầy phải như vậy. Mà ông thầy như vậy đó không phải là Phật chế ra, mà mình chế ra, Phật tử chế ra, bắt buộc ông thầy phải như vậy theo ý của mình. Chứ Đức Phật chưa hề bắt ông thầy phải về lái vậy. Ta thấy Phật tử chế ra không? Giới luật do ai chế? Do Phật tử tại gia chế. Không thì mình chế ra cái trong đầu của mình là ông thầy phải như vậy nè. Mô Phật. Câu hỏi là Phật tử chế ra cái giới luật trong mấy ông thầy vậy, mấy ông thầy có thích không? Thầy mà trả lời đàng hoàng thì chắc chiều nay có vấn đề. Thành ra vấn đề mà học Phật đó phải hiểu rõ Đức Phật nói cái gì mới được. Thường thường là quý vị là sống theo cái kiểu mình hiểu một cách lờ mờ, rồi mình tạo ra một cái gì đó, rồi mình bắt người khác theo mình. Thì bây giờ mình trở lại cái kinh của mình. Có cái quyển mà của Ngài Tuệ Sĩ viết là Thắng Mang Giảng Luận. Ngài Tuệ Sĩ là một cái bộ óc lớn của Việt Nam mình. Nhưng mà cái này đó, khi mình giảng thì nó giảng quá nhiều. Thì cái người mà phát cái chí nguyện đại thừa đó, không trong cái mà Tỳ Bà Sa Lượng của Ngài Long Thọ nói, khi một người mà phát ra cái chí nguyện đại thừa đó thì giống như là cái gánh nặng trên ma, một gánh nặng trên vai mà nó còn nặng hơn quả đất này. Cái trách nhiệm nó rất là lớn. Thành ra đại thừa là cho những người có thích trách nhiệm, muốn trách nhiệm, yêu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận, sẵn sàng hy sinh. Thành mới kêu lắm là đại nhân. Đại nhân tức là người lớn. Đúng không? Thành ra mình cảm thấy hãnh diện khi mình biết đạo đại thừa. Quý vị mà ví dụ như ngày hôm nay đến đây, hoặc là ngẫu nhiên mà đến, hoặc là nghe loan báo trên đài, hoặc là nghe thì bạn rủ, hay là nghe ông thầy có tu trì kêu mà là, thấy không? Mà đến đây đó, không phải ngẫu nhiên, không phải là không có duyên mà đến đâu, là chứng tỏ là ít hay nhiều quý vị đã từng trồng cái căn chủng đại thừa trong quý vị. Giả sử quý vị chưa hề có chủng tự đại thừa, quý vị không có duyên đến đây đâu. Giả sử muốn đi cái tự nhiên có cái duyên, cái tự nhiên đi cho khá, thân người này kêu hay con bệnh hay con đau không sao hứa. Tự nhiên ra bữa nay chiếc xe ngon lành, bữa nay tự nhiên lên lái đề ma rơ, tự nhiên sao nó trục đến không muốn chạy, tức là nó không muốn đến nghe đại thừa. Không? Thành ra đây là một cái cơ hội thừa thắng. Bởi vì người ta nói là nghe cái Phật pháp đã khó rồi, huống chi là Phật pháp đại thừa. Khi mà Thiện Tài Đồng Tử là mẫu hình lý tưởng của thanh niên á, trong Kinh Hoa Nghiêm đó mọi vị có tụng, nghe cái Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát sau khi nghe Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì Ngài mới đi về phương Nam. Đức Văn Thù Sư Lợi đó, mà Đức Văn Thù Sư Lợi một lúc đó là hiện hình tướng tại gia và cũng hiện tướng thanh niên, một thanh niên rất trẻ đi về phương Nam để hoằng pháp. Thì Thiện Tài Đồng Tử nghe tiếng là Ngài Văn Thù sẽ đến cái làng của mình thì háo hức. Mà Đại Thiện Tài là sao? Thiện Tài là khi mà Đồng Tử sanh ra trong nhà đó, tự nhiên ở trong nhà tự nhiên kho báu, bảy báu tự nhiên nó rất nó hiện ra như vậy. Còn Ngài Tu Bồ Đề thì khác.
Đức Thầy tu Bồ Đề trong kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật mình tụng hoài đó. Ở đây có tụng kinh Kim Cương không? Cái là không hành tu Bồ Đề đó, nhân vật chính ở trong kinh Kim Cương. Thì khi mà Ngài tu Bồ Đề sinh ra trong nhà, tự nhiên kho tàng như biến mất hết trơn. Nhà rất giàu, ông có những kho vàng bạc, tự nhiên ông tu Bồ Đề sinh ra tự nhiên kho tàng biến hết trơn, không thấy đâu. Thì nó mới gọi là không hành. Nhưng mà dĩ nhiên hồn nó hiện trở lại. Còn thiện và đồng tử là khi mà sinh ra nó tự nhiên trong nhà, ở trên đất tự nhiên nó nở ra, tỏ bạn dưới đất nở, nó nở đất nó nứt ra tự nhiên thấy bảo tàng. Thì là thiện tài. Tài là tài sản đó, tài bảo. Thiện là khéo léo, tự nhiên đâu nó hiện ra là thiện. Thì mà thiện tài thấy đức văn thù đó là nhân duyên. Thì Ngài Văn Thù mới khai thị cho thiện tài về chí nguyện Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề. Thì thiện tài nghe xong chấn động, mới thưa với lại Đức Văn Thù: như cỏ đất lớn không hề dao động khi mang gánh nặng, khi mang gánh nặng bằng sức mạnh đại bi, như kho tàng trí tuệ nuôi dưỡng thế gian, con mong bước lên cổ xe tối thượng như vậy. Con mong bước lên cổ xe đại thừa tối thượng. Thì cái người mà nghe mà pháp đại thừa mà chấn động trong linh đó, là một người đã từng trồng căn lành với bao nhiêu đức Phật. Thành ra khi mà thắng mang phu nhân mà chỉ nghe đến danh hiệu Phật đã chấn động trong linh, chứng tỏ cái người đó là có những vật đã từng trong vô lượng kiếp trồng nhiều căn lành, cúng dường nhiều đức Phật. Thành ra quý vị ngày hôm nay đến đây mà nghe được thắng mang phu nhân hội đó, quý vị đã cũng đã từng trồng căn lành và từng cúng dường rất nhiều đức Phật. Không phải một chỉ một đức Phật không, mà trong đời quá khứ đã từng cúng dường biết bao nhiêu đức Phật, đã từng tán thán, đã từng khen ngợi. Thì hôm nay nó có thù thắng đến chùa Tịnh Lực tại Houston, Texas để mà nghe một thầy từ Cali đến giảng về kinh Thắng Mang. Thì lúc đó sau khi mà Ngài Văn Thù khai thị cho thiện tài xong đó, thì Ngài Văn Thù có năng lực tự mình dẫn dắt thiện tài tu hành để tiến đến Phật quả, nhưng mà không. Bởi vì tại sao? Một người muốn thành tựu một sự việc gì phải qua nhiều sự tu luyện, phải chứng thực sự gian khổ ở sự cần mẫn. Thành ra thay vì đến chính mình dạy cho cái người đó ở tại đây tu hành thì không, giới thiệu đồng tử thiện tài đi tìm thiện tri thức, phải vất vả gian nan qua những đồi ngó suối, trèo đèo lội suối, qua những sa mạc, qua những con sông lớn, trật chịu những trận bão dữ. Như Ngài Huyền Trang đi tâm tạng thính, người tình Huyền Trang tâm tạng đi Ấn Độ thính kinh vậy. Thì trong những cái cơn phong ba sóng gió như vậy đó, chí nguyện của người đó mới kiên cố. Cái việc tu hành cũng vậy, phải có sự thử thách của những người đồng tu như mình. Tại sao quý vị phải đến chùa là vậy? Để đối diện với những người mình không thích. Thấy không? Chứ đừng thấy chị ba mới đi chùa, tôi ở nhà. Ví dụ vậy, là thua, mình thua. Mình thua chính mình. Mình bị nó thắng. Bị phiền não thắng mình. Không, nhưng mà đừng nói là chị ba đi chùa, bữa nay tôi phải vô tôi ngưng chuyện cái gì vậy. Thì lại thua nữa. Lại thua đậm nữa không? Thì cái chị ba mình không thích, bữa nay chị đi chùa mình cũng đi chùa, và đây bữa nay chị tình không nói, còn câu thiệt là ngọt hết chị. Tôi gặp chị tôi phải cười trước rồi đó, còn chị nghinh lại kể chị, mình tiếp tục nói những câu nhỏ nhẹ, cái đó từ từ cũng phục khắc phục được. Chứ còn mình đến chùa phiền não nhiều quá, thôi ở nhà đi, thì dĩ nhiên ở nhà là quyền của mình, nhưng mình thua. Mà tại sao trong tập thể này nó không qua đó? Phải có tập thể mới huấn luyện mình được.
thì phải cho thiện tài đi trên con đường gian nan, phải vượt qua 110 thành phố và gặp 53 thiện tri thức để mà học hỏi. Thì đó là cái gì? Mục đích của ngày Ba Thù là để huấn luyện thiện tài, cho thiện tài biết những gian nan trên con đường mà tìm đạo. Còn mình thì dĩ nhiên không phải vậy. Đi tới chùa mà sao hơi lái xe đi tới, chứ đâu có ai đi bộ đâu. Ví dụ, không? Rồi cũng thời này là xe gắn máy lạnh, tính điện phải gắn máy lạnh cho bị ngồi chứ. Chứ nếu mà không gắn máy lạnh nóng quá, chắc không ai đến chùa. Thời đại này tu là cho tu rất là tiện nghi, rất là dễ chịu, phải không? Phải có đèn sáng, phải có gió thổi. Mà thầy cũng phải đi từ rộng lặng lộ từ xa đến, chứ không phải đi tìm thầy nữa. Phải không? Đúng không? Quá dễ không? Nhưng mà cũng chưa phát tâm được. Và bởi vì quá thuận tiện, chưa có sự tu luyện. Đây nói, đây nè, Ngài Tế Sĩ viết ý, Thắng Mang Phu Nhân không phải chỉ điển hình cao cả của một nữ Phật tử, mà còn là điển hình cho sự định giá tuyệt đối về khả năng hướng thượng của bất cứ chúng sinh nào. Tức là bất cứ chúng sinh nào cũng có thể khả năng hướng thượng. Mà phu nhân Thắng Mang đứng ra điển hình cho quý đàn ông thấy rằng người nữ chúng tôi cũng có khả năng hướng thượng như các vị vậy, mà chưa hề có một cái sự lỗ lã nào hết. Mà trong cái thời đại đó là người nữ được coi là tài sản của người nam, tức là người chồng có quyền bán vợ đỡ con bất cứ lúc nào. Ở đây nói tiếp nè, khi mà phu nhân Thắng Mang đứng trước Phật nói về nhất thừa, hồi thầy giảng nhất thừa là cái gì, hôm qua mình nói gì nhớ không? Ngũ thừa, tám thừa. Bây giờ còn nhớ gì không? Thì hỏi câu của ngũ thừa là cái gì, có ai trả lời được không? Ngũ thừa là gì, ai còn nhớ mang máng xin trả lời cho thầy nghe coi. A Di Đà Phật. Thiên, thanh văn duyên giác của Phật. Dạ, nhân, thiên, thanh văn duyên giác của Tát. Đúng rồi, nhân thừa, tức là chỉ mong làm người. Giả sử một cái đạo trên đời này, nhân thừa là đạo nào? Điển hình là tu là nhân thừa thôi. Đạo gì? Đạo Khổng, Khổng Nho, nghe không? Có người hỏi Đức Khổng Tử về quỷ, bởi vì người cái phục phong tục của người Tàu hồi xưa đó, mà họ tin đó có thế giới người quỷ, không? Người chết xong đó, khi mà chết đó, thì vào cõi của quỷ, mà quỷ cõi giới của quỷ nó cũng giống y hệt như nghĩa con người. Thành ra tại sao hồi xưa đó, mấy ông vua đó, ông chết đó, ông mới chôn sống cung Tần Mỹ Nữ ông đó, Tần Thủy Hoàng nhớ không? Những người truyền vợ hay là co, vợ hay là hí thiếp gì đó, rồi những cung nhân, hay những người đầy tớ, để khi vậy ông xuống ông hưởng. Xuống hưởng không? Ông hưởng như mấy bà đó tiếp tục. Cái là cái thế giới quỷ, thành ra tại sao họ đốt với tiền vàng bạc á. Bên Đài Loan, ví dụ như họ, có những cái làm những cái xe thiệt bự, xe ngựa có giống y hình như thiệt vậy đó, hoặc là nhà xa hơi, họ tin rằng những người chết rồi cúng rồi đốt xuống dưới thì mấy người đó có nào hưởng, thì Việt Nam mà có bị ảnh hưởng cái đó.
Thì có người hỏi Khổng Tử là quỷ có tin quỷ không? Ồ, Ngài nói sống còn lo chưa hết, lo đến quỷ. Cái lúc Khổng Tử không tin có quỷ, mà có giả sử có quỷ cũng không ăn nhập với Ngài, Ngài chỉ mong làm người thì đúng, chỉ đúng làm người thôi. Thì cái mục đích của nhà Nho là cái xã hội làm người làm sao cho nó tốt đẹp là được rồi, còn chết đi gì đâu không quan trọng. Thành ra nếu mà nói cho triệt để thì bên Nho đạo, Nho giáo là đoạn kiến, tức là không tin cái đời sau. Còn đạo lão là dễ gì biết không? Đạo lão là thiên thừa, quý lòng tiên mà. Tiên thì bay lên trời, sống lâu, trường sinh, có thần thông thì là thuộc về cõi thiên. Như là ví dụ như tôn giáo mình nói hôm qua đó, thì là như là Thiên Lành, Chú, hay là Bà La Môn, hay là Hồi, vân vân. Phần lớn đa số những tôn giáo thế gian là thuộc về thiên thừa. Chỉ có Phật Pháp mình nó bắt đầu nói đến giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì nó tam thừa. Chỉ có Phật Pháp mới có, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, tức là tam thừa. Rồi khi nói nhất thừa đó là nói chỉ có một thừa duy nhất là Phật thừa, tức là tất cả chúng sinh tu hành dù cái gì nữa cũng là thành Phật hết. Là tại sao đại thừa đó bao dung hết, mình đạo Phật mình cũng bao dung, là mình thấy những người đạo khác mình không có thấy chống đối, mình không hề chống đối, mình không hề sân hận, mình không hề ghen ghét gì hết, mình rất bình thường, mình rất hòa bình với những tất cả tôn giáo khác, thấy không? Thành ra trong cái lịch sử mà nhân loại đó chỉ có Phật giáo đi đến đâu cũng đang hòa bình thôi, chưa hề đổ một giọt máu nào cho của nhân loại. Thì nói nào, Bồ Tát đạo không phải chỉ có một thiện tài đồng tử điển hình cho giới thanh niên trí thức thực hành Bồ Tát đạo bằng sự thân cận thiện tri thức để học hỏi, không hề biết mệt mỏi. Duy Ma Cật điển hình cho cư sĩ lão thành thể hiện Bồ Tát đạo bằng du hí tam muội với đời sống khống khoáng thông dong, không hề câu nệ hình danh sắc tướng. Nếu mà năm kia phải không, nếu mà ai nghe 2005, nếu mà ai có nghe thầy cái siêu giảng về Duy Ma Cật 2005 chắc hay là 2006 thì không nhớ, 2005 thì nó biết là ví dụ như Duy Ma Cật lấy đi đến chỗ nào đó thì Ngài giáo hóa đi vô sòng bạc để giáo hóa những người đang ham mê cờ bạc, rồi đi vô trên những cái chỗ mà thanh lâu để giáo hóa những cái người nữ trong đó, lúc đó là siêu vượt hết rồi. Em phải điển hình cho một người tự do tự tại. Còn bây giờ đến Thắng Mang Phu Nhân điển hình cho phụ nữ thực hành Bồ Tát đạo bằng cung cách trang nhã, từ ái, khiêm cung. Đây là cái điển hình người Bồ Tát, người nữ không thể nào ra hung hăng được, dùng sức mạnh dây cua bóp thịt để cải hóa người khác, bằng cái lòng từ, bằng cái sự trang nhã, bằng cái sự duyên dáng, bằng cái lời nói dịu dàng, phải không? Đúng không? Đó là đức tính của người nữ, mà người nữ phải gì, phải hãnh diện. Mấy ông đâu có duyên dáng dịu dàng như các bạn, nhưng mà duyên dáng dịu dàng thật hay giả thì mình không biết. Thì trong đây nè, khi mà chiều nay mình có phát ra cái là 10 đại thọ của nhân Tháng Mau thì biết một người rất là khiêm cung, làm rất là hay, biểu hiện điển hình cho người nữ. Thành ra cái chữ nữ của người Tàu á, nó biết về nào không? Những người nữ thì khi gặp ai đó thì cứ quay,
ơn gì này không, để tay nhẹ nhàng đó, mình nhã nhặn, làm dịu dàng. Thành ra trong mà trong kinh thi đó, phải không? Mỗi cái câu này là cái gì? Thục nữ yểu điệu, quân tử háo cầu. Cái người thục nữ mà yểu điệu đó thì ông quân tử không thích những người đó, ông muốn cầu những người đó. Nó phải yểu điệu, thục nữ, quân tử háo cầu. Không? Họ yếu và sao? Thì đúng ra yếu điệu phục nữ quân tử háo cầu. Cái đó là cái một hình cứ dĩ nhiên là thời thời kia, thời xưa, còn bây giờ nó khác. Giờ sao thầy cũng không biết, thầy cắt đứt liên lạc rồi thầy không biết. À, đây nè, Bồ Tát không đến đến đây nè, Bồ Tát không đến để phá hủy những gì thế gian đang có và đang ước vọng. Thành ra khi mà mình đến tu Bồ Tát đạo đó, mình không có chống đối, mình không có hủy diệt cái hạnh phúc, cái tư tưởng, cái gì của bất cứ ai. Hai chấm: tài sản, tình yêu, hạnh phúc. Thành ra ví dụ như nói ổn, ta đang hạnh phúc, mình cứ bỏ đi, đi xuất gia. Trời ơi, hay là nghe người ta nói con mà nó đổ ra dẫn bồ đi về nhà đó, trời ơi, thế cục não nó mày chứ cái cục não. Mình nói toàn theo quan điểm của mình không à. Tại sao mình không tán thán, mình không thấy cái nó hạnh phúc, mình vui chứ. Thành ra cái quan điểm của mình nó không phải là Bồ Tát. Quan điểm của mình là người thế gian. Bồ Tát phải tùy hỷ công đức của nó. Nó thấy hạnh phúc, mình hạnh phúc. Còn mốt hết hạnh phúc thì mình chia buồn cho nó. Không, mình tùy thuận thế gian. Thành ra có cái là gì? Trong cái mà nhẫn của Bồ Tát đó, có một cái đầu tiên là nhu thuận nhẫn. Nhu, mềm mỏng, thuận, tùy theo. Thành ra mà thành Bồ Tát đạo ở bên Đại Thừa hiển giáo, thường thường các Bồ Tát hiện ra hình tướng đẹp đẽ, trang nghiêm, mềm mỏng, giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vậy đó. Còn những ngài Văn Thù, Hổ Hiền Toàn thường hiển tướng thanh niên, đẹp, hào hùng, nhưng mà không có hề sát khí. Nghe không? Là bởi vì đó dùng cái đi bi làm chính. Còn những ví dụ như bên Mật Tông thì có những hình dạng khác, là bởi vì để điều phục những chúng sinh khác. Nhưng quỷ thần nó dữ quá, giờ mình hiểu, hiểu điều thuộc nữ thì dĩ nhiên nó chẳng có sợ gì mình, không? Đó là phải hiện thần tướng mình không? Cũng nó khác. Dĩ nhiên mình không bàn đó, nên mình nói là chuyện Bồ Tát của bên hiển giáo. Thì Bồ Tát không đến để phá hủy những gì thế gian đang có và được ước vọng, ví như là tình tài sản, tình yêu, hạnh phúc, nhưng đến để xây dựng lại những gì đang sụp đổ, nối kết những gì bị đứt lìa. Tức là mình đến để xây dựng, mình đến thế gian để mình đóng góp, mình xây dựng, mình gây tạo hạnh phúc cho nhân loại. Mà xây dựng những phúc còn lại, nó có nhiều cái phương tiện thiện xảo, phải không? Có thể phá vỡ để xây dựng lại, nhưng mà cái đó nó mạnh bạo. Mình để từ từ, mình dùng nhu thuận, mình theo để mình giúp người ta. Thành ra tại sao hôm qua nói là trong tứ nhiếp pháp thì ái ngữ nhiếp là quan trọng nhất. Khẩu nghiệp đó là mạnh nhất trong các nghiệp. Mình nói là thí dụ mình nói cái thân nghiệp mạnh chưa chắc. Giả sử quý vị đánh hay là bị giết một chúng sinh đó, nó hận mình, nó hận có thể là ít. Dạ. Nhưng mà giả sử mình nói một câu ác độc, mình làm thương tổn đến cái tự ái hay là cái danh dự mà đã đó, thì mối thù nó có thể nhiều đời. Ôm trong tâm không ngủ được, ức ức. Nhiều người gì nghe một câu khổ đau mà tự vẫn nếu mà chết chứ đâu. Mình mà tạo một cái nghiệp gì là mình đau khổ vô cùng. Thấy không?
nói bạch thầy, thầy có cho chúng con nguyện những gì thắng mang phu nhân nguyện chấm hỏi. Yes, I will. Chiều nay không? Thì mình hiểu rõ đã, mình hiểu rõ là mình có đồng ý hay không, mình có nguyện theo chứ. Phải không? Chưa nghe mới giới thiệu không? Quảng cáo mà chưa thấy cái nội dung làm sao? Phải không? Mình phải khám phá là coi cái chất liệu nó là cái gì trong đó cái đó. Rồi. Thì bây giờ đại khái là mình biết cái người nữ đó họ hành Bồ Tát Đạo bằng cái phong cách đặc biệt của họ. Cái người nam có cái sự hùng tráng, có sự đến, họ đến sự mạnh bạo, nhưng mà người nữ thì nên dùng cái vũ khí của mình, hiểu không? Mà vũ khí của quý bạn mạnh nhất là nước mắt. Bây giờ thầy giới thiệu kinh Thắng Mang trước, rồi xong mình chiều nay mình sẽ nói về 10 đại thọ. Cái kinh này á, cái tên đầy đủ của nó đó gọi là Thắng Mang Sư Tử Húng Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, gọi tắt là kinh Thắng Mang. Thì Thắng Mang Sư Tử Húng Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh. Không, cái là kinh này là tên ngắn đó. Còn có tên mà kinh nhiều khi dài 20-30 chữ. Dài 20 chữ, nhất là tên kinh Minh Mật Tông đó, dài 50-60 chữ đó. Rồi bây giờ thường thường đó, giảng kinh mà theo mà truyền thống của Trung Hoa, mà dĩ nhiên là đạo Phật giáo Việt Nam mình cũng căn cứ trên đó, là họ trước thì họ đi vào bộ kinh đó, thì có một cái phần kinh là huyền nghĩa, hoặc là huyền đàm, hoặc là huyền luận. Huyền là gì? Có ai tên Huyền hay không? Có Huyền ở đây có tên Huyền không? Thường thường Huyền Huyền là đen, đúng rồi, đen huyền đó, đen huyền, cho đen đen bóng. Không, nhưng mà huyền lại có nghĩa là huyền diệu nữa. Thành thường đặt mà cô huyền tức là huyền diệu chứ huyền đen. Không dùng tên huyền là đen mà huyền diệu. Nam mô Phật. Tức là có một, tức là trước khi mà giảng bộ kinh á, thường thường nói cái nghĩa bộ kinh trước cho mình biết là đại ý, giới thiệu bộ kinh xong rồi bắt đầu giảng từng chữ. Thì huyền luận thì binh cái tùy theo cái trường phái của Phật giáo bên Trung Hoa có hai trường phái giảng kinh lớn. Thật sự bên Đại Thừa bên Trung Hoa có đến 10 tông phái rồi, có nghe Thiền Tông nè, không? Rồi Tịnh Độ Tông nè, rồi Luật Tông, rồi Hoa Nghiêm Tông, rồi Thiên Thai Tông, tức là Pháp Hoa Tông. Thiên Thai bây giờ họ chủ lấy bộ kinh Pháp Hoa làm chính, tức là Pháp Hoa Tông hoặc Thiên Thai Tông, rồi Luận Tông, Luận Tông, rồi cái gì đó không? Thầy cũng không nhớ hết. Gì? À, Pháp Tướng Tông, tức là Duy Thức Tông, đúng rồi. Thì Bồi Tông. Thì cái hai cái trường phái mà chuyên môn giảng kinh đó là trường phái Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Tông và còn gì nữa? Thiên Thai Tông. Mà Thiên Thai Tông này nè, là Tịnh Độ Tông thấy cảm ơn Thiên Thai Tông. Nếu mà không có Thiên Thai Tông bảo hộ đó, Tịnh Độ Tông bị dẹp rồi. Lúc đó Thiền Tông tấn công ráo riết, gần như hủy diệt Tịnh Độ. Thiên Thai Tông là cứu bồ. Có thật. Cái đó sự thật là vậy. Lúc đó là phong trào Thiền Tông mạnh đến độ mà
Lưu Tông không còn chắc đứng nữa, bị đánh mấy ông thầy thiệt đánh ráo riết. Nghĩa là coi nghĩa là nói là Tịnh Độ là hàng ăn trầu, hay là dốt nát hạ căn hạ liệt. Tu thôi chứ những người mà thượng căn thượng trí trong công pháp này thì dĩ nhiên người tội thì họ thích thượng căn thượng trí. Hồi nhau đi tu thiền thì bên Thiên Thai đã mới dùng cái lý luận của Thiên Thai giao bên Thiên Thai để mà đỡ lại. Thì bắt đầu mới thấy là Tịnh Độ Tông có những cái triết lý tuyệt vời. Bắt đầu mới từ từ nể, bắt đầu trở lại Tịnh Độ. Chứ thôi mới không có mấy ngày Thiên Thai mà bây giờ mình tu thiền hết à. Nhưng mà nói là xử thôi, chứ phải nói đến mình gây lại vết thương, không phải vậy, thấy không? Tôi có môn nào cũng tốt. Chứ mình dù mình vừa mình sinh ở những cái nước Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, mình đâu có biết Tịnh Độ là gì đâu. Mình cũng tu thiền thôi, như vậy. Bây giờ, phần thứ nhất là đại ý của cái kinh này. Thì nó có ba cái ý nghĩa. Là bình đẳng nghĩa, cứu cánh nghĩa và giúp thọ nghĩa. Bây giờ Đại Thừa có câu tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Có nghe không? Nghe rất là thông thường. Nhưng mà Đại Thừa này đó không phải là tất cả Đại Thừa đâu. Bởi vì bên Duy Thức Tông đó, như cô Dương Nga mới đề cập đó, tức là Pháp Tướng Tông đó, họ không chấp nhận câu này. Họ nói có 5 loại căn tính. Căn tính thì có một cái loại cái là nhất xiển đề căn tính đó. Nhất xiển đề đó là cái loại đó vĩnh viễn không bị thành Phật. Họ có Bồ Tát căn tính, có Thanh Văn căn tính, có Duyên Giác căn tính, và có Bất Định căn tính, và đồng thời nhất xiển đề căn tính. Thì bên trường phái Duy Thức Tông của Ngài Huyền Trang đó, họ chủ trương rằng nhất xiển đề căn tính đó, khi đã liệt vào hàng nhất xiển đề đó, là vĩnh viễn không bao giờ thành Phật, dù có tu cách mấy cũng không thành. Thì đến đời đường đó, Hoa Nghiêm Tông thạnh hành đó, thì Ngài Pháp Tạng Đại Sư có thấy cái câu tại sao một cái công phái Đại Thừa Phật Pháp mà chủ trương như vậy, bởi vì ảnh hưởng của Tiểu Thừa. Hai phái Thiên Thai và phái Hoa Nghiêm hộp nhạc diệt. Diệt đối hoa thức Duy Thức Tông của ở bên Tàu. Thức Tông bị diệt luôn, chạy bên Ấn Độ, chạy bên Nhật Bổn. Bởi vì nó là tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật là ở trường phái của Như Lai Tạng. Thành ra Tông Phái Đại Thừa cũng có những chủ trương khác nhau. Dĩ nhiên mình học thì mình hiểu. Bởi vì nếu mà nghĩ rằng khi mà nói là còn chúng sinh không thành Phật, có chúng sinh thành Phật, có chúng sinh không thành Phật, tức là chưa bình đẳng, còn phân biệt, tại sao nhất xiển đề không thành Phật? Thành ra đến kinh Đức Phật trong kinh Đại Bán Niết Bàn tuyên bố rõ ràng nhất xiển đề sẽ thành Phật.